Phấn đấu để có 1 triệu đô là mơ ước của nhiều người. Để biến ước mơ thành hiện thực, không phải ai cũng làm được. Đối với người nông dân, để có 1 triệu đô chẳng khác gì mò kim đáy biển. Khó là vậy, song sau hơn 30 năm kiên trì, đặc biệt là với nghị lực và tài năng vượt trội, một nông dân ở tỉnh Hưng Yên không chỉ mò được kim đáy biển mà còn biến nghề này thành một nghề làm giàu. Đó là anh Hoàng Anh Tiến ở thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngưỡng mộ tài năng, lòng kiên trì và sự sáng tạo của anh, giới sành cây, bạn bè gần xa đã đặt cho anh một cái tên đầy ấn tượng: Người nông dân 89, hay nói cách khác, Người nông dân Hưng Yên. Nếu như được mơ mà cầm những cái cây mà tiền 100 triệu thôi, của Việt Nam thôi, đó cũng là một niềm mơ ước rồi. Thực tế là tôi đã có những cái sản phẩm và tôi đã giao dịch tới nhiều tỷ Việt Nam. Tôi cũng không tin đó là sự thật. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2023, ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại thủ đô Hà Nội, anh Hoàng Anh Tiến đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc năm 2023. Qua trao đổi, trò chuyện, tâm sự với anh, với những người thân trong gia đình, bạn bè, các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết, anh sinh ra trong một gia đình cả ông bà, bố mẹ, không ai biết làm cây cảnh, cây thế. Song có lẽ mạch nguồn của làng nghề phụ công của quê hương đã ngấm vào máu thịt và đưa anh đến với nghề trồng hoa, cây cảnh, cây thế từ khi còn là cậu bé mới học lớp 8, lớp 9. Anh cho biết, lúc đầu anh chỉ lựa chọn vài cây anh thích để trồng chơi. Nhưng không hiểu sao, càng chơi, anh càng gắn bó với cây hơn. Từ khi mà bắt đầu em nó đang học cấp 2 thì nó đã ham mê về cây rồi. Thì nó thấy người ta trồng cây, đi bán thì là nó về nó bảo mẹ ơi, cho con trồng cây. Thì tôi bảo, ôi giời, mẹ đang trồng hành, trồng rau thì hãy để bán, còn con cứ hãy trồng ở những cái chỗ xung quanh ấy, nếu được thế nào thì là mẹ sẽ cho làm. Thế là tôi đi bán hành bán hẹ thì cũng không được bằng cây. Thì hôm đó thì ở xóm nàng người ta làm đường mà không có tiền thì bảo là thôi mẹ đánh ít cây của con đi bán. Thế là bán được tiền phải nhiều gấp đôi, gấp ba của hành hẹ. Thế bảo, ừ thế thì thôi, từ bây giờ mẹ cho con trồng à, thì mẹ cũng theo. Thì từ bấy giờ đi là bắt đầu nhà tôi là em cứ trồng cây đủ các loại cây, đi làm rồi đi bán rồi đi chợ, cứ nghỉ ngày chủ nhật thì lại xe cây đi chợ bán lấy tiền về lo học hành, đỡ mẹ đỡ bố. Đi liền với sở thích sưu tầm, trồng và chăm sóc cây hoa, cây cảnh, ngay từ những năm 1991-1992, anh đã bộc lộ tư chất của một nghệ nhân, một thương nhân chuyên sản xuất, kinh doanh cây hoa, cây cảnh. Mặc dù mới 13-14 tuổi, nhưng anh đã một mình đạp xe đạp, chở cây hoa, cây cảnh, đi hầu khắp các đường phố Hà Nội để bán. Tôi cảm thấy rất là tự hào và may mắn là tôi được sinh ra và lớn lên ở một quê hương làng nghề, được thừa hưởng của các cụ là những người tiền bối, cây đa, cây đề trong làng nghề. Và các cụ đã từ cái hình ảnh đấy nó đã ngấm và nó thấm vào trong cái con người tôi. Và từ khi còn nhỏ tôi đã thích nghệ thuật cây cảnh rồi. Lúc tôi còn đang học cấp 2, tôi đã đi chợ cây từ rất sớm. Có những hôm mà ngày đi học nhưng mà đêm tôi đã tự đạp xe để trốn bố mẹ mà mình đi gọi đi chợ, nhưng đi chợ Vụng. Cũng như các bạn bè cùng trang lứa, năm 1997, sau khi học xong phổ thông, Hoàng Anh Tiến đã lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân tại Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, anh luôn dành những thời gian phù hợp cho nghề trồng cây hoa, cây cảnh, cây thế. Trong một cái buổi hành quân thì dã ngoại của đơn vị thì mình lại bắt gặp một cái cảnh của cái ở cái khu rông rõm đấy, là có một gia đình hộ nông dân là người ta đất nó rất trũng, xong người ta đào lên để người ta trồng những cây chuối, người ta ăn trái và sau đó người ta trồng những cây mít và cây ổi. Thì trong đầu mình hình dung một điều, mình bảo là nếu như sau này mà mình không được may mắn phục vụ quân đội, mà mình hết nghĩa vụ mà mình thi không đạt mà mình trở về địa phương, thì nhất định mình sẽ học cái mô hình này. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự,
Tháng 5 năm 1999, Hoàng Anh Tiến trở về địa phương và tiếp tục theo đuổi đam mê với nghề cây hoa, cây cảnh. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết, anh là một trong những nông dân đầu tiên ở đất Phụng Công mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa, đất ngoài bãi trồng ngô sang trồng cây hoa, cây cảnh. Anh cho biết, mặc dù nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo địa phương, song để thực hiện được ước mơ, biến những dự định thành hiện thực là điều không hề đơn giản. Bởi khi thực sự dấn thân với nghề, anh mới thấm thía câu nói, thương trường là chiến trường. Chưa kể những yếu tố chủ quan, khách quan, những ý kiến trái chiều của người thân và nhân dân trong xã. Đến năm 1999, là tôi quay trở về địa phương, quyết định là tôi phát triển ở tại quê hương Phụng Công. Và tôi mong muốn được phát triển chính trên cái nghề mà từ bé tôi đã yêu thích. Và tôi nó đã nhen nhóm trong con người tôi. Trong cái lúc mà tôi làm cái mô hình đấy thì nhận được rất nhiều cái sự phản biện. Thứ nhất là từ ánh mắt của người dân và người ta nghĩ rằng là mình là người không bình thường. Cái thứ hai là có một số các đảng viên thì người ta cũng ra xã, người ta kiện, người ta cho rằng mình đang làm hại cái lúa màu. Vì lúa thì là phải cần nước, mà mình đào như thế thì nước nó sẽ chảy xuống ruộng nhà mình. Và nó sẽ là chỗ người ta nghĩ rằng đấy là cái chỗ để cho chuột bọ nó trú ngụ để nó phá hại cái lúa màu. Lúc đó là chú Nguyễn Văn Tắng là chủ tịch xã, thì chú đã bảo là đất trăng dây, cây dựng xào. Và chú đã ủng hộ và đồng ý cho tôi chuyển đổi trên cái thửa đất của mình. Cứ miễn làm sao mà mình cho thu lại được một cái lợi nhuận kinh tế, một khoản kinh tế nó tốt nhất có thể. Đấy là những cái sự khởi nghiệp đầu tiên. Lúc đó thì ở quê hương tôi là cái cơ bản là người làm cây thế là hiếm lắm. Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Năm 2004, hai vợ chồng tôi lấy nhau. Thì lúc ấy kinh tế rất là khó khăn, vốn ít, vợ chồng chỉ là trồng cây ở dưới đồng ấy, xong là làm cây phôi. Có hôm chồng đi từ sáng đến tối nhá, không ăn cây nào, cảm giác như là nó khổ ấy. Tôi bảo là thôi anh ạ, mình sẽ chuyển theo hướng khác. May quá là 125 cái trào lưu cây nó lên cao ấy, hai vợ chồng đi xe máy đèo nhau đi tận Hà Nam, Linh Bình mua những cái cây của những cái nhà mà người ta chưa sửa sang gì. Anh Tiến có tay nghề, anh sửa được những cây rất là đẹp. Dần dần hai vợ chồng có vốn và hợp tác được nhiều khách hàng hơn. Từ bây giờ nó là nguồn động lực đầu tiên để hai vợ chồng tiếp bước được sau này. Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết ngoài những khó khăn nói trên, những ngày đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển từ cấy lúa trồng ngô sang trồng cây hoa, cây cảnh, khó khăn nhất vẫn là thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn đầu tư. Song với lòng đam mê, sự kiên trì, đặc biệt là ý chí và tài năng bẩm sinh, Hoàng Anh Tiến thực hiện khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương thông qua những kết quả hết sức thuyết phục. Tôi có một cái duyên là đến với đất Phụng Công tương đối lâu rồi. Vùng đất Phụng Công thì là một trong những cái vùng đất mà làm nghề, làng nghề, cây cảnh. Nói là con người Phụng Công rất thân thiện. Còn Tiến thì thực ra thì mình cũng đã gặp Tiến từ ngày Tiến còn hoang sơ lắm. Cũng cả một cái chặng đường thì đến bây giờ thì mình nói thật là Tiến cũng có một cái sự phát triển nó vượt bậc đấy. Và đặc biệt là Tiến có một cái cách làm là vượt qua khỏi cái biên giới của Phụng Công. Tôi với Tiến ấy, anh em quen nhau 17-18 năm, cũng trên cái lĩnh vực cây cối thôi. Hoàng Anh Tiến ấy, có một cái tầm nhìn trong chơi cây nó gọi là rất có hậu. Nói chung đều là những cái cây mà đạt được cái tiêu chí và nó tôn vinh cho được những cái ngôi nhà hoặc là những cái điểm góc sân vườn của mình, nâng cao được cái tầm đẹp, cái vị trí của cái cây nó để đấy, nó nâng cao của cả một không gian lên. Với quyết tâm cao, cộng với tài năng và sự sáng tạo, đặc biệt là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, từ những năm 2005 đến năm 2010, anh liên tiếp thắng lớn và đã có trong tay hơn 1 hecta cây hoa, cây cảnh các loại. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng hơn 1 năm, bắt đầu từ năm 2011-2012, cây thế, cây cảnh từ tiền triệu, trăm triệu đã trở thành que, trở thành củi. Nhiều gia đình, nhiều nghệ nhân đã đổ bể, vỡ nợ vì làm cây. Tuy không bị vỡ nợ, song những năm sau đó, anh và gia đình gặp muôn vàn khó khăn. Trước cái sự nó xuống giá đến mức độ như vậy, thì tôi có dành dụm lại được một ít tiền thì đến cuối năm 2012 thì cái giá của cây so với cả năm 2011 thì
nó chỉ còn độ khoảng độ có khi là 3 phần 10. Trước đây nó khoảng 10 triệu. Nhưng đến năm cuối năm 2012 nó chỉ còn có 3 triệu thôi. Thì trước cái sự xuống dốc của cây như thế, mình không kiềm nén được. Thì mình lại tiếp tục vung tiền của mình ra để mình mua những cái số lượng cây đấy. Để mình nghĩ là mình chinh phục. Nhưng tôi nghĩ rằng như thế là tôi sẽ vượt được qua và tôi sẽ là người may mắn, nhưng không ngờ đến năm tiếp theo nó còn tụt nữa. Thế từ cái tụt nữa đấy thì nó chúng tôi là những người đầu tiên là những ông chủ. Đấy, để mình có khả năng chỉ đạo hoặc là có khả năng chúng tôi ở nhà chúng tôi cũng đợi những vị khách, đợi những vị thượng đế đến để mua cây tại vườn nhà mình. Nhưng mà những cái năm tháng đó thì không được như thế nữa, không còn bóng dáng ai đến nữa. Chia sẻ về nghề làm cây, anh cho biết, có lẽ nghề làm cây và thị trường cây hoa, cây cảnh, cây thế cũng có quy luật của nó. Sau những năm thị trường cây cảnh rơi xuống đáy, bắt đầu từ năm 2015-2016, thị trường cây cảnh, cây thế ấm dần lên và từng bước sôi động trở lại. Cũng đúng thời điểm này, anh gặp được ân nhân. Đến năm 2015-2016, cái nền kinh tế và cũng như người chơi bắt đầu trở lại. Và nhưng khi trở lại thì người ta lại không chơi cái nối cây và cái dáng cây như ngày xưa nữa. Và tôi thì là một người thì thật sự là hết sức may mắn. Thì có được như thế này là cũng phải cảm ơn một vị khách hàng yêu thương đấy. Và đấy, đối với tôi đó là một ân nhân. Đấy là một người thầy đã chỉ bảo cho tôi và hướng cho tôi sang một cái môi trường mới. Và cũng vẫn là cây, nhưng sang một sân chơi mới và một môi trường mới. Và tôi cảm thấy càng ngày thì khi mình càng thêm có một chút tuổi thì và cái kiến thức của mình càng học được thì mình thấy rằng mình càng quá nhỏ bé và mình càng phải học tập nhiều hơn và mình cũng phải có trách nhiệm với lại xã hội, với cộng đồng nhiều hơn. Đấy là những câu chuyện rút ra từ cây, từ một khách hàng của tôi. Sau đó tôi được bén duyên và tôi được phục vụ trong một cái thời gian rất là dài, cho đến giờ phút này là tôi được nhận lương của chú Trả, tức là tôi là gọi là phục vụ ở biệt thự, cũng một số biệt thự và kể cả là ở nhà thờ. Chú chính là chú Bùi Quang Ngọc, chú là phó chủ tịch của tập đoàn SBT, cũng là có những cái biệt thự mà chắc mọi người cũng thấy rất nổi tiếng, có cái biệt thự Sen, mà trong đó là tôi là người đang trực tiếp là chăm sóc, quản lý và chăm sóc toàn bộ những số cây đấy, và cũng như ở ngoài nhà thờ tổ của họ Bùi Việt Nam, và cũng như tư gia ở dưới Hà Nội, khu TT3 của Mỹ Đình. Kể từ khi gặp được ân nhân, anh Tiến đã có những thay đổi về nhận thức, cách làm, đặc biệt là tầm nhìn về việc sản xuất và kinh doanh cây thế cây cảnh. Anh đã dành thời gian nhiều hơn đi sâu tìm hiểu về thị trường cây thế cây cảnh nhập khẩu. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết, anh đã 4 lần sang Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm của bạn. Theo đánh giá của anh, Nhật Bản là nơi sản sinh ra những cây cảnh bonsai có đẳng cấp thế giới. Người nông dân Nhật tạo dáng cây ngay từ khi còn nhỏ, có cả những cây được tạo dáng ngay trong rừng và kéo dài trong vài chục năm. Vì thế, khi thành hình và được đưa lên chậu, cây luôn có dáng độc lạ và trở nên vô giá. Một điểm khác mà anh cho rằng người trồng cây cảnh cây thế ở Việt Nam cần tham khảo và học tập. Nông dân Nhật trồng cây cảnh rất bài bản, khoa học, không chỉ có kỹ thuật trồng cây cảnh ở đẳng cấp cao, việc chăm sóc cây cảnh cũng được họ chú trọng từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tất cả đều rất thân thiện với môi trường. Chú Bùi Quang Ngọc tạo điều kiện cho tôi để sang bên đất nước Nhật để học tập, nghiên cứu cái cây trồng và ở bên đó là để mình xem là họ và với mình nó khác nhau như nào, nó giống nhau như nào và mong muốn được sở hữu cái cây ở đất nước mặt trời mọc, tại đất nước Nhật Bản. Thì đầu tiên thì cũng chỉ mong muốn sở hữu một cây hoặc hai cây thôi, chứ không bao giờ nghĩ lại trở thành một người bây giờ lại có ý định là sản xuất và thương mại cái cây của Nhật Bản. Qua đấy thì mình thấy rằng là mình muốn đánh giá hay mình muốn nhận xét một điều gì đó, nhất là cây cảnh. Mình phải có kiến thức về nó và mình phải mục sở thị nó thì mình hãng có những cái đánh giá, chứ tránh là mình đánh giá nó vô cớ. Đấy, nó kiểu phiếm diện. Từ năm 2018 đến nay, nhận thấy người dân có nhu cầu chơi cây cảnh nghệ thuật, đặc biệt là cây cảnh nghệ thuật nhập khẩu từ Nhật Bản, anh Tiến đã bàn bạc với gia đình vay mượn thêm vốn để nhập khẩu các loại cây hoa, cây cảnh nghệ thuật từ Nhật Bản để cung cấp cho khách hàng. Kể từ năm 2019 đến nay, anh đã giao dịch thành công nhiều thương vụ bạc tỷ,
có những giao dịch có giá trị đến trên 1 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Thì cây cảnh của Tiến thì cũng rất là nhiều những cái nét khám phá. Nó cũng khác với những cái truyền thống của mọi người và tạo ra nhiều những cái mà nó mới lạ, hướng tới cái hội nhập được với quốc tế và mang được rất nhiều những cái tinh hoa của nước ngoài về cho người Việt mình được thưởng thức. Tiến là có rất là nhiều những cái giống cây đặc biệt, những cái cây sân vườn, nó tạo cho cái cảnh quan của cái không gian nó mạnh mẽ hơn, nó mới lạ hơn, nó hấp dẫn hơn, nó đẹp hơn. Thật ra mà nói là trước khi tôi đến với nghề thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi lại trở thành một người nông dân mà lại được mọi người ngưỡng mộ và được mọi người quan tâm đến như vậy. Trước khi tôi đến với nghề nó chỉ là một tình yêu và trải qua rất là nhiều bão giông trong cuộc đời và trải qua rất nhiều những cái sự vấp ngã. Những cái năm tháng đó là nếu như được mơ mà cầm những cái cây mà tiền 100 triệu thôi, đó cũng là một niềm mơ ước rồi. Ngoài trở lại những cái gì mình đang có và mình đã làm thì tôi cũng không tin đó là sự thật. Tôi có nhớ là tôi bán cho chú Nguyễn Giã Thọ là chủ tịch của tập đoàn nhựa Song Long. Một cái cây là giá trị kinh tế lúc đó là gần 1 tỷ. Thời kỳ đỉnh cao nhất là tôi cũng kết nối mang từ bên Nhật về là bán được một cái cây là trị giá khoảng 1 triệu đô. Tương đương lúc đó là khoảng rơi vào hơn 20 tỷ của Việt Nam. Nếu nói đến cây đấy thì không những mà ở Nhật Bản, một số những cái đất nước như là Trung Quốc, kể cả Đài Loan thì ai cũng muốn sở hữu được tác phẩm đó. Thì tác phẩm đó là một cây tùng nó trị giá khoảng hơn 300 năm tuổi. Cây đấy được chủ nhân đặt tên Hoàng Thái Hậu. Có thể khẳng định, để có được sự thành công như ngày hôm nay, cùng với sự kiên trì và tài năng vượt trội, Hoàng Anh Tiến đã được thừa hưởng những ân huệ mạch nguồn của làng nghề hoa cây cảnh Phụng Công. Để tri ân quê hương, cùng với chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của xã, Hoàng Anh Tiến luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và các phong trào ở địa phương. Là hội trưởng hội sinh vật cảnh của xã, ông Tiến vừa tiên phong trong lĩnh vực là đồng hành với công tác hội và cũng đồng thời cũng tiên phong trong cái lĩnh vực là phát triển kinh tế, định hướng cụ thể cho bà con. Định hướng đây là nó liên quan đến là cái tư duy phát triển, cái đưa các cái giống cây, cái công nghệ mới và định hướng cả cái lĩnh vực thị trường, cái thông tin thị trường và cái tiêu thụ sản phẩm. Chứ nó không phải cụ thể trong cái việc là mình chỉ làm cho người ta học theo, mà ở đây định hướng luôn cả cái việc là mình nên làm cái gì để nó phù hợp với thị trường, phù hợp với điều kiện của từng hội viên. Mô hình sản xuất kinh tế phát triển ở làng nghề hoa cây cảnh Phụng Công thì mô hình của ông Hoàng Anh Tiến là một trong những mô hình tiêu biểu mà địa phương hiện nay đang xây dựng và nhân rộng mô hình này. Ông cũng là người tích cực tham gia cho các phong trào, không chỉ ủng hộ bằng tiền của, bằng vật chất và kể cả bằng cái sự đóng góp của cá nhân ông cho với các tổ chức tiêu biểu như là đối với các hoạt động của quỹ khuyến học, đối với các hoạt động phong trào ở các khu dân cư như là ngày đại đoàn kết, như là ủng hộ công đức cho các công trình, các phong trào của địa phương. Và chúng tôi luôn luôn đánh giá và ghi nhận những cái công lao, cái đóng góp của cá nhân ông Hoàng Anh Tiến và gia đình ông đối với xã hội và đối với địa phương. Cùng với phát triển nhà vườn ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thông qua sự giúp đỡ của ân nhân và các mối quan hệ, biết Vĩnh Phúc là vùng đất tốt có điều kiện để phát triển và cung cấp cây hoa, cây cảnh cho khách hàng khu vực phía Bắc, anh và gia đình đã quyết định đầu tư mở rộng diện tích trồng cây hoa, cây cảnh với diện tích 3 hectare tại xã Ngọc Thanh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sự hiện diện của nhà vườn Phương Tiến tại Vĩnh Phúc đã phần nào nói nên trí tuệ, sự sáng tạo, niềm tự hào của nông dân Hưng Yên trong công cuộc đổi mới. Sau một thời gian thì triển khai dự án, thì mô hình trồng cây cảnh của anh Tiến tại thôn T80 của xã Ngọc Thanh thì đã mang lại cái giá trị kinh tế và có đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cũng có thể nói là cái mô hình này là mô hình mà đầu tiên về cây cảnh tại xã và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều thôn khác và sẽ đem lại cái giá trị kinh tế cho người dân của xã Ngọc Thanh nói chung và người dân của các địa phương lân cận để mà đem lại cái nguồn thu cho gia đình. Có thể nói, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng với bản lĩnh, tài năng, sự sáng tạo, Hoàng Anh Tiến đã và đang vững bước trên con đường đi tới tương lai. Thương hiệu,
người nông dân 89, người nông dân Hưng Yên, người nông dân Triệu Đô mà bạn bè dưới sảnh cây dành cho anh đã trở thành niềm tự hào của cả tỉnh nói chung, của nông dân Hưng Yên nói riêng. Hơn 30 năm trồng, chăm sóc và yêu cây như yêu chính con đẻ của mình, anh Tiến đã có một bộ sưu tập đáng nể với hàng chục loại cây quý hiếm như là tùng, la hán, xanh, si, đa, mộc hương. Và trong số những cây cổ thụ, những cây cảnh đẹp ở trong vườn thì có đầy đủ các hạng cây từ mini cho tới trung, đại và cổ thụ. Có những loại cây thì có dáng thế độc đáo và thời gian chăm sóc đã lâu, có giá trị lên tới cả chục tỷ đồng. Năm 2023 thì Hưng Yên rất là vinh dự có 2 trong số 100 nông dân xuất sắc của Việt Nam. Trong đó là có anh Hoàng Anh Tiến ở Phụng Công Vân Giang và anh Nguyễn Văn Tú ở Phú Thịnh, Kim Động. Anh Hoàng Anh Tiến thì là nông dân mà chuyên sản xuất về cây cảnh bonsai chất lượng cao. Với cái quy mô diện tích của anh Tiến là khoảng 20.000 m2. Trong đó thì anh Tiến có thuê ở Vĩnh Phúc khoảng 10.000 m2. Với cái quy mô sản xuất của anh Tiến thì anh Tiến hàng năm là sử dụng lao động thường xuyên 10 năm lao động với cái thu nhập bình quân là khoảng 10 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Lao động của anh Tiến đều là những người có trình độ rất là cao, thậm chí có những lao động được coi như là nghệ nhân. Hàng năm là anh Tiến đi sang Nhật Bản để nghiên cứu học tập nông dân của Nhật Bản trong việc sản xuất cây cảnh bonsai. Đồng thời là anh Tiến nhập mỗi năm khoảng 30 đến 50 cây cảnh từ Nhật Bản mang về Việt Nam với giá trị hàng chục tỷ đồng. Với cái quy mô sản xuất của anh Tiến như vậy thì mỗi năm là cái doanh thu của anh Tiến khoảng 45 đến 50 tỷ đồng và lợi nhuận đem lại cho anh Tiến là khoảng 5 đến 5,5 tỷ đồng một năm. Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, năm 2019, anh Hoàng Anh Tiến đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen. Từ năm 2019 đến năm 2021, 3 năm liên tục, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận đạt danh hiệu Hộ Nông dân Sản xuất Kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Mới đây nhất, ngày 13 tháng 10 năm 2023, anh Hoàng Anh Tiến vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.